Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món chuối chiên các bạn nhé. Tuy nhiên cái món chuối chiên của mình hôm nay mình làm nó sẽ khác so với những cái chuối chiên mà các bạn đã được từng ăn ở ngoài đường hoặc là mua ở ngoài chợ các bạn nhé. Thì chuối chiên ở đây mình đã chiên và mình xiên vào trong từng cái que này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Chuối mình xiên vào trong que như vậy rất là tiện lợi, ăn nó không có bị dơ tay nữa và rất là ngon luôn. Đặc biệt á, cái chuối chiên của mình chiên ra ở ngoài vỏ nó rất là giòn luôn các bạn ạ. Tuy nhiên trong ruột thì của nó thì còn hơi mềm mềm một xíu, mình ăn nó có cái vị ngọt của chuối tự nhiên đấy các bạn. Thì mình mong rằng các bạn sẽ xem video của mình để biết cái cách làm của mình như thế nào các bạn nhé. Thì để làm được cái món chuối chiên này thì các bạn nên chọn mua cho mình những cái quả chuối sứ như thế này nhé. Các bạn cũng đừng có mua chuối chín quá. Chín quá thì khi mình làm á, nó có cái độ ngọt nhiều, có nhiều bạn không thích ăn ngọt. Hoặc là nó xanh quá thì nó còn có mủ nhá. Thì đây là mình có 10 quả chuối sứ các bạn này. Thì tiếp theo mình có đây là 150g bột chiên chuối các bạn nhá. Các bạn đi ra siêu thị, các bạn hỏi mua cái bịch bột chiên chuối để về mình làm. Và có thêm 100g bột chiên xù các bạn này. Đấy, 80g đường và một thìa cà phê bột nghệ. Thì trước tiên thì mình sẽ đi pha bột các bạn ạ. Tiếp theo thì các bạn cho vào đây cho mình 80g đường này. Và mình sẽ cho cái bột nghệ vào đây để mình trộn. Và các bạn đảo một xíu để cho cái đường và cái bột nghệ nó đều lẫn nhau rồi các bạn nhé. Thì tiếp theo đây mình sẽ cho vào đây là 200ml nước nhé. Tuy nhiên các bạn cho từ từ, đừng có cho một lần hết vào nhé. Bây giờ thì các bạn dùng cái phấn đánh trứng hoặc là cái đũa đũa để mình đánh cho bột nó tan đều ra cho các bạn nhé. Bởi vì khi mình trộn á, bột nó có thể nó bị vón cục lại các bạn. Đấy, mình đánh cho nó bột nó tan hết ra hết. Đấy, bột mình trộn nó có cái độ mịn và đặc như vậy là được rồi các bạn này. Để khi mình nhúng cái miếng chuối vào á, thì nó ngấm bột. Để mình chiên lên thì nó rất là ngon luôn các bạn ha. Thì bây giờ các bạn để cái bột này cho nó nghỉ khoảng 15 phút cho mình nhé. Tiếp theo mình sẽ đi cắt cái chuối ra. Đấy, cái chuối mình lột bỏ cái vỏ ngoài vậy các bạn này. Sau đó mình sẽ cắt nó ra. Cái chuối này thì các bạn cắt cái lát như vậy cho mình nhé, khoảng một phân hoặc là một phân rưỡi. Để khi mình chiên, thứ nhất nó cũng nhanh chín, với lại cho nó cái miếng chuối cho nó đẹp đấy các bạn. Bột sau khi mình đã để cho nó nghỉ được 15 phút rồi các bạn này. Bây giờ nó cũng có hơi nở ra rồi các bạn ha. Thì để cho nó chiên chuối cho nó ngon thì bây giờ mình cho vào đây 10g. Cái mè này bạn này, mình cho mè vào đấy để khi mình chiên nó có những cái hạt mè nó thơm thơm, khi mình ăn cái miếng chuối nó sẽ thơm ngon hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho chuối vào đây để mình tẩm cái bột này các bạn này. Đấy, các bạn trộn cho nó bao phủ tất cả cái miếng chuối như vậy. Sau để mình sẽ cho vào bột chiên xù để mình tẩm qua bột chiên xù nhé các bạn. Đấy, các bạn tẩm đều qua cái bột chiên xù vậy cho mình nhé. Đấy, mình tẩm đều như vậy. Như vậy là các bạn thấy mình đã có một miếng chuối được tẩm bột chiên xù rất là đều luôn các bạn này, thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra một cái đĩa để mình để cho nó ráo một xíu. Các bạn ơi, mình đã tẩm cái chuối qua bột chiên xù xong rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy những cái miếng chuối chưa chiên nhưng mà trông nó rất là ngon các bạn này. Bây giờ các bạn để cho nó hơi khô cho mình một xíu nhá, rồi mình đem đi chiên. Còn bạn nào á mà muốn để ngày mai ngày kia chiên cũng được thì các bạn cho vào trong cái hộp rồi cho vào trong ngăn mát tủ lạnh cho mình nhá. Bảo quản nó ngăn mát tủ lạnh, ngày mai mình chiên nó vẫn ngon bình thường á các bạn. Rồi bây giờ dầu nó nóng rồi, mình cho chuối vào mình chiên nha các bạn. Thank you.
các bạn chiên khoảng mức 1 phút. Rồi mình sẽ lật cái mặt dưới lên các bạn nhé. Không có là dưới nó lại chơi bị cháy đấy các bạn ạ. Thì với cái cách làm chuối chiên kiểu mới này các bạn này, lát nữa các bạn sẽ thấy cái thành phẩm nó rất là ngon luôn các bạn này. Chuối nó vàng giòn luôn, cho mình tẩm bột xù ngoài ấy. Vàng giòn rất là ngon luôn các bạn ạ. Ăn ở trong thì chuối nó dẻo dẻo, ngọt ngọt rất là ngon luôn đấy. Đây các bạn này, những cái miếng nằm ở giữa nó bắt đầu được rồi các bạn ha. Nó đã vàng lên như vậy là sắp được rồi đấy. Mình chiên xíu rồi là mình vớt ra thôi. Đấy, những cái miếng này là nó được rồi các bạn này. Đấy, nó vàng giòn như vậy là được rồi nhé. Mình sẽ vớt ra cái giấy thấm dầu nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái miếng chuối mình chiên ra trông ngon như các bạn ha. Vàng ươm luôn, giòn tan luôn các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, cái chuối mình chiên mình để cho nó ráo dầu, các bạn nhìn thấy nó ngon cực kỳ luôn các bạn ha. Chuối vàng giòn luôn này. Đấy, bây giờ thì để cho nó tiện ăn thì mình sẽ sử dụng một cái xiên này các bạn này. Mình sử dụng cái xiên kiểu này để mình xiên từng miếng chuối vô á, để lát thì mình ăn cho nó dễ các bạn. Đấy, mình cứ xiên là một xiên khoảng 5-7 miếng như vậy là được. Trông giống như kiểu mà mình bán xiên que vậy đó các bạn. Đấy, trông ngon nha các bạn ha. Các bạn xiên vào đây thì khi các bạn cầm và các bạn ăn á, nó không có bị dính dầu, nó rất là dễ mà rất là sạch sẽ luôn này. Đấy, mình đã làm cái món chuối chiên kiểu mới này, mình có thêm một chút mè vào đấy các bạn. Khi mình ăn đó, cái mè nó rất là thơm luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử một chiếc để cho các bạn thử nghe coi xem nó có ngon không các bạn nhé. Các bạn này, chuối ở ngoài vỏ rất là giòn luôn. Cái vỏ ngoài rất là giòn, rất là ngon luôn. Trong cái ruột thì nó cũng còn mềm mềm, ăn chuối nó có vị ngọt tự nhiên của chuối ấy. Nó rất là ngon luôn các bạn ạ. Với cách làm mới này mình thấy cái món chuối kiểu này cũng rất là ngon luôn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì có thể làm thử để thưởng thức và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Phong Thủy Việt của mình nhé các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.